Trời ơi, vừa vô nhìn cái bụi hoa hồng của chị là thôi là mê tít thà lò rồi, xong rồi Cưng nhìn qua cây chanh thái một cái hết hồn luôn, ha. trái chi chít luôn. Em thích cây chanh thái lắm chị Ly, em trồng chậu nó kém quá, em mới thả xuống đất có chút xíu à, trái nhỏ xíu à. Ôi tỉa bỏ dữ lắm. Chị Ly bón phân gì chị Ly? 14, 14, 14. Năm hai lần thôi, không có Dạ, nhiều. em nhớ là người ta chỉ mình bón cuối mùa thu với lại đầu mùa xuân. Chứ không, cũng không có tưới nhiều đâu nha. À, không tưới nhiều Đừng có tưới luôn. nó nhiều, nó cũng không thích tưới nhiều đâu. Hôm nay Tiên đến vườn của chị Ly á, là vì nghe nói là cái vàng mướp nhà chị Ly á, đã vào mùa thu rồi đó các bạn, mà trái rất là nhiều luôn. Đây các bạn thấy không, vàng mướp nhà chị sai trái dễ sợ luôn. Vì bây giờ là bắt đầu là vào mùa thu đó, mà chị nói là cái vàng mướp này đó, nó vẫn là ra thêm một đợt nữa. Thì đợt này đợt Đây thứ chị ba thứ chủ. tư á, mà cũng dây nó hay dây mới? Không, dây, dây cũng dây nó luôn, Ồ, dây vậy là mới chị nè, cho thêm đất ha. rồi cho thêm phân vậy thôi. Rồi chị Ly xài phân gì cho cây mướp chị Ly? Thường thường là bỏ phân gà không, mà không bao giờ phân gà hộp. À, em thấy hình như chị xài phân gà hộp chứ không phải phân gà bán cái bao ở trong Home Depot. Không không không, Chị Ly á, các bạn biết không, là một chị chủ vườn rất là dễ mến. Thì Tiên hỏi cái gì chị cũng rất là nhiệt tình hướng dẫn cho Tiên. Bây giờ chị sẽ dẫn Tiên đến để cho Tiên xem cái bịch phân gà đó các bạn, mà loại hạt giống như là chị vừa nói đó. Đãi cho nó nắm nắm gì đó, Dạ. nắm bằng cái chén không chị? Không không không, không nó nắm lắm á, nửa cái chén thôi hả? nó cái vùng nhỏ thì cỡ một muỗng ăn phở đi Ồ, nha. một muỗng ăn phở Ví thôi. dụ mình bỏ như vậy để mình coi nó như thế nào đã, mình Dạ. tăng nó lên Dạ. cho nó nóng dữ lắm. Dạ. Một phần ba Là chén cái thôi, này, nó nóng nhưng mà nó rất là tốt. cái loại này chắc là cái loại Bao nhiêu cây là nó phân heo gà bán nguyên chất, nguyên chất? chứ nó không như Home Depot Đúng rồi bán. đúng rồi, cái kia là Home mình, Depot tại là vì nó. cái kia là mình cần đất cho nên là mình Dạ, mua nó luôn, đúng rồi. còn cái này là nó nguyên chất, Dạ. giống Để như nó em về em bắt chước em mua theo. Amazon, vô Amazon À, đặt cái link Amazon tới cho mình hả? luôn. Rồi. Ớt cũng vậy á, ớt cái mình lấy nhúm nhỏ nhỏ rồi cái mình rải xung quanh cái mình phải bỏ cái không phải là phân mà cái thuốc sâu. Khi mà mình trộn đất để mà chuẩn bị Dạ. mình cho cây xuống là Dạ. mình phải bỏ cái, để hồi vô đưa cái bịch đó cho coi, Dạ. cái đó nó tới mấy chục loại sâu gì đó Dạ. thì mình trộn nó vô trong đất luôn. Dạ, mình cái trộn cái rồi cái bao con lâu mình mới bắt đầu mình gieo trồng? thì tại vì khi mà mình mới trồng xuống thì phải mất gần 2 tháng nó mới leo lên vàng, thì khi đó Rồi, nó em đã hiểu biến rồi, hết nó rồi, đủ rồi, đủ thời nhưng mà gian. nó đủ thời gian để nó giết sâu, để mà Dạ. cái cây của mình khi lên nó mạnh nó không bị sâu. Dạ. Cái này mình ăn không kịp, mình lấy mình nấu nước bí đao được không chị Ly? Trời ơi, dễ thương quá. Điểm là vậy nè, mình cứ để nó hoài trên vàng mình chơi, không có cần phải hái xuống, Dạ, khi mình nào ăn vàng mình ăn thì mình mới mình hái. hái, khi nào mình ăn ra mình hái, mình ăn mà Vậy, không mình cứ để nó trên vàng ô mình vậy mình chơi vậy trồng này có lý ha, đó. Mình mình không có chơi sợ nó hư. không, không có hư. Dạ, mướp á thì mình sợ nó bị già Đúng nè, rồi đúng rồi, chứ mướp cái này vậy là có lý nè. trồng cái này vui lắm, rất là thích trồng cái này, tại vì mình treo nó hoài trên Dạ. vàng để mình Vậy chơi. khi nào chị Ly có hạt giống cho em xin nha. Bữa nào Nếu mà có như hạt á, chị có để dành hạt giống á, cho em về em trồng thử. Tại vì nhìn nó y như trang trí. Hồi nãy em vô em nhìn em thấy nó y như là đèn lồng vậy đó, Đó không khác chút rồi, nào bữa trước nó luôn. dài tới đây nè, cắt Vậy cho hết hả? nửa rồi đó, Vậy giờ hả? còn nửa Trời ơi, nó đó. lủng lẳng tuốt xuống kia chắc nhìn Nó cưng lắm ha. giống một mùa là nó ra tới đó, ra Dạ. thẳng tới đó là nó đẻ trái vậy đó. Rồi cái mình cứ ai Trời tới cắt 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 ơi. cắt miếng. Cưng ghê luôn. Chị, còn cái này là khâm khóa. Trái Cái này khâm khóa. là trái dài dài á, Dạ, trái tắc dài. tắc dài. Em cũng có mà em trồng chậu. Rồi em ngâm mật ong á, em để tươi luôn à. Em đổ mật ong cái em bỏ tủ lạnh Đúng để rồi đúng lấy rồi ra ăn nó giòn. đúng rồi đúng rồi Chứ em không có nấu. không có nấu, đúng rồi, đừng có Dạ. nấu, Dạ. ngâm tươi luôn Ngâm tươi luôn á, nó á. giòn nó thơm mà để được lâu lắm. Đúng rồi. Đừng có bỏ nước bỏ Thơm gì hết. quá thơm quá. Kia là có một cây tập. Trước khi mà đi đến nhà chị Ly chơi thì Thảo có nói cho Tiên biết là chị Ly vừa mới mua một cái greenhouse. Tiên với Thảo cũng dự định muốn mua đó các bạn, để mình bảo vệ các loại cây trồng mà không có chịu được lạnh vào mùa đông. Thì bây giờ Tiên đang hỏi thăm chị Ly xem cái greenhouse này chị mua như thế nào, để Tiên cũng sẽ theo chị Tiên mua một cái cho vườn nhà của Tiên.
Được á chị Tiên, trăm mấy được nhưng mà chị Ly nói mua xe mà. Mùa kia đó cái mình lôi nó xuống giống như cái dù vậy nè, cái mình xếp nó lại cái nó còn nhỏ chút xíu vậy nè, cái mình đem đi cất. Được quá chị. Nó rất là gọn. Đúng rồi. Chứ còn mà những cái kia là mình phải bắt ốc, bắt đồ rồi vô rồi rồi tháo ra rồi tháo vô, nó rất là nhiều công. Đúng. Chị Ly ơi, em thấy mấy cái sườn nó làm nhìn chắc lắm á. Chắc. Dạ, nhìn chắc lắm. Mấy cái loại mà mình tự ráp nó không có chắc bằng cái này. Dạ, đúng rồi. Nhìn chắc lắm. Cái này là cái gì mà nó có cái này cho mình đây ha? Chắc để gắn đèn. Cái này để mình adjust nó cho nó lên rồi khi mình ấy mình nắm nó mình lôi xuống. Lôi xuống thì mấy cái xanh này nè nó xuống giống như cái dù vậy đó. Em hiểu. Giống như nó xếp lại. Nó xếp lại. Chị nó xếp lại còn một cục nhỏ như vậy thôi nè, từ đây lên tới đây thôi. Còn cái này thấy không, cái chân dài này nè là mình hạ xuống. Cuốn xuống còn một nửa là nó y chang cái canopy á, cái nó y chang luôn, nó gọn hơn quá luôn. Tiện cho mình, nó tiện lắm đó tiện. Rồi mình tới mùa thì mình bung lên còn tới mùa kia mình đem đi cất. Ờ, cái cây này cây gì, cái hoa cũng dễ thương quá chị Ly ơi. Hoa gì đường đường gì đó, hải đường. À hải đường. Cái này nó có hoa liên tục phải không chị? Ồ, hoa lâu lắm. Dễ thương quá, chụp trái lắm, làm sao mà ra trễ quá. Chị làm cao vậy là lúc mình tỉa tóc có dễ không? Dễ, bắt cầu thang leo lên. Tại vì cao để mình có đường mình đi với thấp. Dạ quá. Đúng rồi. Thấp quá cái mình không có đường đi. Rồi cái cây này mình bỏ trong đó mình có phải bỏ chôn dưới đất không chị Ly? Hay là mình chỉ trong cái chậu thôi? Mua cái cục xi măng á. Dạ. Cái cục xi măng đó là cái, hoặc là mình mua cái cục gạch giống vậy nè. Đó, mua cục gạch giống vậy. Dạ. Cục gạch mà nửa bằng nửa cục này. Dạ. Đó. Rồi cái mình cho cái cột vô trong cái lỗ này. Mình đổ xi măng vô. Rồi cái mình đổ xi măng vô, cái mình cho nước vô, cái nó dính cứng lại. Dạ, yeah. Hay quá. Nhưng mà tại vì nó nặng quá nên phải làm cái support cho nó nè. Dạ. Giờ nó nặng quá, ngày xưa nó ấy thì mình không có cần. Nhưng mình thấy bây giờ nó muốn gãy cái luôn không? Là phải, đúng rồi, phải quá. Chống thêm cho chống nó thêm. Rồi. Vậy thôi mình chống thêm lên thêm cái cột về cho nó nữa. Là chống ở đây nữa nè. Dạ. Nhưng mà kinh nghiệm á, đừng có làm cái vành này bự quá. Làm như chị Ly nó đỡ tốn chỗ. À mình cứ để có đường mình đi. Đúng rồi. Nó không có bị to chiếm diện tích nhiều. Mà nhìn nó đẹp đó. Nữa. À, một ga lông là 4 lít thì 80 lít. Thì cái tưới được 3 ngày. 3 ngày là tưới 80 lít, còn gì nữa cũng nhiều rồi. Thế là 3 ngày một lần đó. Là, nhưng mà nước nó sẽ thẩm xuống từ từ chứ nó không có chảy. Nó không chảy hết luôn của mình. Như vậy đúng rồi. Cây nó ăn hết. Cây nó ăn từ từ. Ăn từ từ nó ăn chứ nó không phải là ăn. Giữ ẩm cho nó. Giữ ẩm. Là vườn chị Ly là học cách mạnh dạn tỉa cây. Mạnh dạn thu hoạch. Với lại cái phân gà, nay chị học được cái phân gà chị Ly mua Amazon. Mấy trái bí dễ thương quá. Chị Ly, giấc này là mình phải tỉa rồi hả? Tỉa hồi đầu tháng 10 á. Trời ơi, cây của em toàn bộ chưa tỉa cây nào hết trơn. Thường thường á, đầu tháng 10 là mình tỉa. Vậy là bây giờ em tỉa được không? Ờ, chắc có thể được á. Bây giờ giữa tháng 10 chắc ok được. Ha? Có trái nhiều, gọi là... Tỉa đi rồi là sang năm mấy cái bắt đầu mùa xuân á là... Với lại tỉa cho nó bớt, cho nó khỏi bị sâu. Bà con cô bác cứ tỉa mạnh tay đi. Nhưng mà nhánh nào bự á, nhớ chừa lại cho nó có trái. Mấy nhánh nhỏ trong mấy nhánh ly nhí ly nhí nó tỉa cho nó thưa ra, nó không có bị bệnh. Chứ nếu không nó dày quá nó bệnh. Dạ, chừa mấy nhánh bự. Rồi nhánh bự đó cũng chừa mấy cái nhánh bự nữa, bự nhỏ, bự kế tiếp á, để cho ra trái rồi. Còn nhánh nhỏ nhỏ gần thân tỉa hết đó. Chứ cái này bữa trước là nó cao, còn cao lắm. Cao lên tới trên trời lận á. Bây giờ mình ăn là trong vòng tay của mình thôi chứ không trong tầm tay thích thôi. Thích là ra là với tay hái trái là ăn tại chỗ ăn luôn tại chỗ vậy đó. Vậy nó mới ngon. Hái khỏi bắc thang cũng nguy hiểm nha chị, nhiều đúng rồi. Đúng rồi, mất thăng bằng. Chọc cái thang á nên mình không có nên để cây cao quá. Đây nè thấy không, cây lựu cũng vậy nè, cây lựu cũng tỉa hết trơn rồi nè. Coi như là cứ đi ngang qua cái hới tay bứt một cái ăn. Đó. Đó. Cây lựu là tỉa luôn. Em thấy cây này mà em đang chưa nhận ra cây gì. Cây này là donut peach nè, còn cây này là lâm nè. Donut đó chị. Donut cái cây này hình như mùa xuân ra hoa đẹp lắm phải không chị Ly? Ừ, cái hoa nó đẹp lắm. Dạ. Hoa màu trắng phải hay là hoa màu hồng? Quên rồi không nhớ. Phải đậy nắp để cho nó có cái độ ẩm á. Phải đậy nắp. Dạ. Yeah. Rồi à, khi mà nó nhú lên rồi á thì mình mới mở nắp ra. Đó. Rồi em hiểu rồi. Hiểu không? Đậy nắp lại. Dỡ cái chai. Không dỡ chai, vẫn để như vậy. Để gì dỡ cái chai mấy con này. Con này con kia nó ăn. Tới nó ăn mất cái lá non. Chạy qua cái chai luôn.
nó mọc cao lên luôn. Nó cao lên á, khi nó cao lên mình mở cái chai này ra mình chơi chai khác vô. Chai bự hơn. Chai mà lít chai lít á. Trời ơi, chị Ly này là kinh nghiệm đầy mình luôn. Ừ. Chia sẻ cho nên nó, cho nên cái cây nó mạnh lắm. Không cần trồng trong nhà chỉ cho nó cực. Đầu tháng 3 đó là mình bỏ xuống. Đầu tháng 3 hả? Đầu tháng 3. Tháng 2, đầu tháng 4 là nó đã lên được, nó đã lên rồi. Yeah. Chân dài cho nên nó ốm ốm vậy nè, nhưng nó ăn giòn rụm luôn, ngon hơn loại mứt thường. Mình thấy nguyên trái. Hai mạnh lắm, mấy thơm với sợ luôn. Dạ. Mấy cũng mới sầu chứ mấy. Mà cũng phải 30 tiếng mới xấy xong. Tại vì nó phải chậm chứ nó không thể nhanh được. Tôi ngồi ngay chỗ này chiêu chiêu với cái vườn của chị Ly ha. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã xem video của Tiên nha. Mong là các anh chị và các bạn sẽ ủng hộ kênh của Tiên bằng cách nhấn nút thích và nút đăng ký cho kênh của Tiên nha các bạn. Cảm ơn tất cả rất là nhiều. Chúc một ngày tốt lành. Bye.